Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Tamang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu. Welcome everybody to the Tuệ Tâm Lotus Wisdom Meditation Center, Kuchi. Xin kính chào tất cả đại chúng đã đến với Thiền viện Tuệ Tâm ở tại Kuchi. Today the topic will be the performance or the observation of the sila, of the precept, will lead to the Nibbana. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là giữ giới để thể nhập được Niết Bàn. Many books and many sutras continuously discuss the three elements in the Buddhism, which is the sila, panya, and samatha, or the precept. The first thing is precept, foundation for the practice, which lead to the prajna, the wisdom, or the concentration. And there is tendency to say that the precept, observation, only the phenomenal or the activity where people enhance their personality or characters without going through the concentration. Kính thưa đại chúng, từ lâu nay thì có cái nguồn tin và các học giả cũng đều có phê bình nói rằng giới là giới thôi, giới không thể nào sanh ra định. Định phải ngồi thiền, định phải ngồi thiền, phải tu thiền này thiền kia mới có định, còn giới không có sanh định. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để nhận rõ giới dẫn tới Niết Bàn. In the Majjhima Sutra number 6, the Buddha specify already. The specify say, the Buddha said, you cannot get into the Nibbana without the precept. If you want to get into the Nibbana, the strict observation of the sila or precept is essential. Ở trong Kinh Trung Bộ số 6, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ, giới, nghiêm trì giới dẫn tới Niết Bàn. Nói rất rõ. Ở trong Kinh Tăng Chi, in the Anguttara Nikaya, the Buddha also mentioned that strict observation of the precept will lead to the first stage of the jhana. Và ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật cũng nói rất rõ, nhờ giữ giới mới có thể tiêu trừ được năm cái triền cái, và nhờ tiêu trừ được năm cái triền cái thì người đó sẽ vào được sơ thiền. So in examination of many verses in the sutra, the Buddha specified
the essential or necessity for strict observation of the sila. Ở nơi đây Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh Trung Bộ 6 cũng như trong kinh Tăng Chi. Đức Phật nói rất rõ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói người muốn vào sơ thiền phải loại 5 cái triền cái, mà muốn loại 5 triền cái phải giữ giới nghiêm trì. Và ở trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật cũng nói rất rõ người muốn thể nhập vào Niết Bàn thì phải giữ giới nghiêm trì. Phải giữ giới nghiêm trì. Now, our question is, we are not in doubt whether the precept or observation of the precept will lead or not to the Nibbana or the Jhana in meditation. Ở nơi đây, đối chiếu với kinh điển, lời Phật dạy, chúng ta sẽ không, đã không còn một chút nghi ngờ, không thể có một chút nghi ngờ nào có được về điều Phật dạy. Phật dạy giữ giới nghiêm trì thì loại được năm triền cái và vào sơ thiền. Phật dạy trong kinh Trung Bộ giữ giới nghiêm trì thì thể nhập được vào Niết Bàn. Rất đơn giản. The next question we have to ask ourselves is what kind of precept we have to observe and how we observe it so that we can attain the Nibbana or the first jhana. Thế thì câu hỏi ở đây kế tiếp là giới gì mà chúng ta phải tuân thủ theo lời Phật dạy để chúng ta có thể thể nhập được Niết Bàn hoặc là vào được sơ thiền. Ít nhất là cũng vào được sơ thiền. In the Anguttara Nikaya, the Buddha say, if you strictly observe the precept, you can eliminate 5 hindrances. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, người giữ giới nghiêm trì, người giữ giới nghiêm trì có thể lại loại trừ được 5 cái triền cái. The first hindrances is the sensual pleasure or the attaching to the sensual pleasure. Cái giới thứ nhất, cái trở ngại thứ nhất ở trong 5 cái triền cái mà Đức Phật dạy đó là ưa thích những cảm giác dục lạc, ưa thích những cảm giác dễ chịu, ưa thích những cảm giác dễ chịu. Is it the external vibration co-disturbance or because our minds emotionally react to the external vibration simply because we are not well trained, our minds are not well trained enough? Thế thì câu hỏi ở đây là vì những cái nguồn từ bên ngoài, âm thanh, ánh sáng, mùi vị, màu sắc, nó làm cho ta khó chịu, nó làm cho chúng ta đảo lộn, nó làm cho chúng ta tham đắm, hay là tại vì chúng ta không có huân tu để rồi chúng ta chạy theo những cái sự cảm xúc và phản ứng những cảm xúc một cách vô thức, lại ngược lại những cái nguồn rung động từ bên ngoài. In many occasions, I gave you the same example already. If somebody says something badly to you and they left for 10 days, you haven't seen them, you haven't heard anything from them, but you still get upset for 10 days. Sư đã đưa cái thí dụ rất là đơn giản với quý vị rồi nhiều lần. Thí dụ có người nào họ lại mắng chửi quý vị, mắng xong họ đi mất tiêu rồi, mà quý vị còn buồn tới 10 ngày. 10 ngày ăn không được, ngủ không được. Mỗi lần nhớ tới cái mặt của nó, nhớ tới cái âm thanh của nó thì ăn không được, ngủ không được. Tức là quý vị nhớ phiền não vì cái gì vậy? Nó không còn đó nữa. Tức là cái sắc pháp không còn đó, âm thanh cũng không còn đó, màu sắc cũng không còn đó,
tiếng nói cũng còn đó. Thế thì quý vị phiền não cái gì đây? Quý vị đang phiền não những cái photocopy của những cái bản sao, những cái sắc pháp đó từ bên ngoài đưa vào trong não. Quý vị phiền não những cái ở trong não quý vị thôi. Cái lời của nó được ghi vào trong não có photocopy rồi ấy, cái tâm chúng ta nó lại vẽ vời. Our mind is very intelligent. It creates something else from the nothing. Và cái tâm chúng ta nó rất là khỉ. Khi có cái điều gì xảy ra thì nó lại vẽ vời thêm cảnh này cảnh kia đủ thứ. Người ta nói một nó vẽ ra tới 10. Và vì như vậy nó cứ buồn hoài, nó phiền não hoài vì những cái lời nói, vì những cái âm thanh, vì những cử chỉ của người bạn mà người đó đi mất tiêu rồi. 10 ngày sau ta vẫn còn phiền não. So if we are intelligent under the guidance of the Buddha, should we do or should we forget it? Thế thì chúng ta là con Phật, khi nghe những cái lời hay những âm thanh hay những hình ảnh hay những màu sắc làm cho chúng ta khởi tâm buồn, thì chúng ta có nên buồn hay không? Chúng ta có nên phản đối lại những cái bản photocopy đang trữ trong đầu chúng ta không? It's just a vibration create something disturbing our mind, just one movement, but then we store it in our mind, in our brain, and we continuously develop something which get us upset. Thực sự ra cái sự rung động ấy nó chỉ có một thoáng thôi, nó chửi rồi nó đi mất tiêu rồi, mà chúng ta còn buồn tới 3 ngày 5 ngày là chúng ta càng vẽ thêm. Mỗi một giây nghĩ tới nó, tưởng tượng tới nó là càng vẽ thêm những hình ảnh này hình ảnh kia, làm cho cái bản tin đó nó càng sống động hơn nữa. Thế thì chúng ta lỗi tự chúng ta tự bày vẽ ra những cái để cho chúng ta đau khổ. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng lỗi tại nó, chứ không nghĩ rằng là chính mình đã vẽ lên những cái làm cho mình đau khổ. So, how do we practice here? We know all the vibration coming from the external will be translated in a meaningful way in our ways simply because we are not well trained. Bởi vì chúng ta không được huân tu, cho nên chúng ta nhận lầm các cái yếu tố bên ngoài. Và chúng ta cho rằng những cái ảnh hưởng bên ngoài là sự thật. Nhưng mà nhiều khi nó đi mất tiêu rồi, chúng ta còn buồn tới 10 ngày. Thế thì thử hỏi là chúng ta có trí tuệ hay không? Bởi vì chúng ta thiếu tu tập, chúng ta thiếu huân tu cái tâm của chúng ta, cho nên chúng ta tiếp nhận những cái đó và biến nó thành sự thật. How do we train our mind? Thế thì chúng ta huân tu cái tâm chúng ta bằng cách nào đây? Only by precept. The precept is not like ordinary precept you every day. You say do not kill, do not steal. But here the precept as a meditator, as the son and daughter of the Buddha, you apply and observe the precept strictly. That's the precept of the mind. Và không phải giới ở đây, không phải là những cái giới như quý vị thường ngày vẫn nghe, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, vân 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 vân. Cái giới là cho những người bình thường thôi. Các bạn là những người đã tu học, đều là con gái, con trai của Phật. Are you not the son and daughter of the Buddha? Các bạn là con trai, con gái của Phật phải không? Rõ ràng các bạn đều là con của Phật. Mấy là con của Phật thì sao? If you are son and daughter of the Buddha, you must inherit some Buddha character. You must know you are the son and daughter of the Buddha. Nếu các bạn luôn luôn nghĩ rằng lạy Phật từ bi, con là con gái của Phật, con là con trai của Phật, thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh vào. Con Phật mà không giống Phật thì giống ai, không lẽ giống ma? Phải không các bạn? Thế thì giới nằm ở đâu? Giới nằm ngay nơi tâm.
cái tâm chúng ta chớ để nó rong ruổi. In the Majjhima Sutra, the Buddha say, not guarding our mind lead to the hell, lead to the suffering. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã dạy rất rõ, sự phóng dật dẫn tới khổ đau, sự phóng dật dẫn tới địa ngục. Therefore, if we want to train our mind, we have to observe, strictly observe the precept in the mind. Cho nên nếu chúng ta muốn nói rằng chúng ta là con trai của Phật, con gái của Phật, thì cái tâm chúng ta phải là tâm Phật, luôn luôn giữ giới ở trong tâm á, giới ở trong tâm. So what kind of precept we have to conduct ourselves? Very simple. Do the wholesome thing, don't do the unwholesome thing. Very simple, very simple. Và rất là đơn giản. Lời của Phật dạy, muốn điều cái tâm, chỉ có hai điều quý vị cần làm. Luôn luôn để cho cái tâm tâm thiện, và luôn luôn để cho cái tâm tránh điều bất thiện. Tránh điều bất thiện, không làm điều bất thiện, không nghe điều bất thiện, không nói điều bất thiện, không hành điều bất thiện. Cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng nhớ tới thiện. How can you maintain and observe, strictly observe the precept in your mind? Because the mind is just a monkey. Thế thì bằng cách nào các bạn giữ giới được ở trong tâm? Bởi vì cái tâm nó chỉ là nó chỉ là con khỉ. Nó chỉ là con khỉ thôi. Cái tâm nó rất nhảy nhót, nó là con khỉ. Thế thì bằng cách nào mà chúng ta có thể giữ giới được đấy? Thưa các bạn, nếu các bạn chỉ cần nhớ tới Phật, các bạn chỉ cần nhớ tới Phật 24/24, tin Phật 24/24 hoàn toàn, và tin vào sinh tử luân hồi, những điều Phật dạy, và tin rằng các pháp đều là vô thường, và tin rằng Phật dạy nó chỉ có ngũ uẩn thôi, đất nước gió lửa, nó không có cái gì hết á, nó có sắc thọ tưởng hành thức, nó không có cái gì ngoài cái ngũ uẩn, cái thân này. Và tin vào lời Phật dạy rất rõ ràng nhân quả, và khi hiểu được như vậy, tin như vậy hoàn toàn, thì các bạn sẽ tu tập cái tâm của các bạn. When you believe, strongly believe in the Buddha, 100% believe in the Buddha, no doubt, and then you can settle your mind quickly in the image of the Buddha. Nếu hằng ngày các bạn đều thấy cái hình của Phật trước mặt các bạn, thì các bạn sẽ nói cái gì đây, làm cái gì đây, nhìn cái gì đây, rồi ăn như thế nào đấy, con Phật ăn như Phật hay là ăn như súc sanh. If you say you are son and daughter of the Buddha, how do you conduct yourself in the eating? Are you eating like animal eating, or the son or daughter of the Buddha is eating? Khi các bạn ngồi ăn, các bạn đang ăn như là súc sanh nó ăn, hay là con gái của Phật đang ăn, con trai của Phật đang ăn? If you train your mind avoiding all the unwholesome activity, unwholesome thought, and only think about wholesome thought, you are actually performing or observing strict precept in your mind. Nếu các bạn hàng ngày, hàng giờ đều nghĩ tới Phật, đều nghĩ tới Phật, trong bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới và tin Phật hoàn toàn, và tin chắc rằng các bạn là con trai, con gái của Phật, thì chắc chắn không bao giờ các bạn phạm lỗi. Tại vì lúc nào cũng thấy Phật. Các bạn có yêu mến Phật không? Chắc chắn là có. Và có tôn kính Phật không? Chắc chắn cũng là có. Thế thì khi nghĩ tới Phật, lập tức cái tâm cung kính đó, nó sẽ giúp cho các bạn lúc nào cũng làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện. Even sometimes people, even in the family,
they always have the conflict. Certain conflict. Even the temple, they always have the conflict. But if you believe in the Buddha 100%, and you believe that you are son and daughter of the Buddha, there's no point for you to argue, because son of the Buddha or daughter of Buddha would not create the hatred. They only love, compassion, loving kindness and compassion. Nếu các bạn tin chắc rằng có Phật, tin chắc rằng các bạn là con trai con gái của Phật, thì cái cách giữ giới của các bạn rất là dễ. Chỉ cần tưởng tượng ra cái hình Phật trước mặt 24 tiếng đồng hồ và lúc nào cũng nghĩ tới Phật, thì trong lời nói của các bạn là lời nói từ ái, lời nói tha thứ và lời nói từ bi hỷ xả. Làm gì có cái chuyện phiền não nữa, không có bao giờ phiền não. I know in every temple there's a kitchen, and that kitchen only too small, but it's too burning like the hell. Ở trong bất cứ cái thiền viện hay bất cứ cái chùa nào, sư để ý cái nơi mà có nhiều khói lửa nhất đó là nhà bếp. Nhà bếp lúc nào cũng có khói lửa hết à. Nó nhỏ xí à, nhưng mà nó lửa ở trong nó cháy bừng 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 vậy đó. Nó lạ lắm quý vị. That's a testing for your practice, testing for your precept observation. Nơi ấy chính là nơi thử thách các bạn có giữ giới được hay không, có tu được cái tâm hay không. Vì lửa khói chính là địa ngục, mà ở vào trong địa ngục mà tâm vẫn thảnh thơi, không phiền não, thì đó chính là giữ giới đấy. If you maintain strict observation of your precept in the eyes, the ears, the nose, the mouth, the speech, the body, then you actually son and daughter of the Buddha. Nếu các bạn vào trong địa ngục, tức là vào trong cái bếp á, mà lửa khói bừng bừng như vậy, mà các bạn vẫn giữ giới được nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, lúc nào cũng vui cũng hoan hỷ, bị người ta càm ràm mà lúc nào mình cũng hoan hỷ, cũng quay ra chỉ nói có một câu à, you still remember my special sentences? Các bạn còn nhớ cái câu mà đặc biệt mà sư hướng dẫn các bạn không? Everything people say, you just say I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Nếu người ta nói cái gì, các bạn chỉ cần nói cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Đừng giải thích đúng sai, đừng giải thích hơn thua. Chỉ cần xin lỗi thôi, xóa bỏ được oan trái, xóa bỏ được hận thù, và tu tập cái tâm của mình đó, nó trở thành hiền. Now, why do you need to argue? The more you argue, the worse you are. If you try to argue with anybody, if you try to argue with anybody, you actually create disaster for yourself, because your minds tend to be disturbed and you hurt yourself. You hurt yourself because you cultivate the hatred. Khi quý vị phản ứng lại những sự xúc cảm là tự quý vị đã xây dựng cho mình một cái tâm ganh tị, tâm ghét, và cái tâm nó quen. Cho nên trong giới quan trọng là giới tâm. Lúc nào cũng nhớ tới Phật, lúc nào cũng tin Phật 100%, và lúc nào cũng đặt được cái hình Phật trước mặt mình, thì cái lời nói, hành động, cử chỉ của các bạn sẽ là hành động của Phật. I know in the kitchen, in every temple, it's just a hell. So everybody get upset because of the kitchen. Sư biết mà, ở trong cái nhà bếp á, nó là cái địa ngục. Ở nơi ấy á, mà vào mà không có giữ giới á, thì coi như sẽ rớt ngay. Cái tâm nó sẽ loạn. Cho nên á, người tu vào trong nhà bếp giống như vào trong địa ngục. Luôn luôn phải có hình Phật ở trước mặt. Luôn luôn phải nói cái lời Phật. Tức là nói lời chánh niệm tỉnh giác. Thì cái sự thành tựu nó mới có. Now, come back to the topic. I reiterate two points
Number one, in the Majjhima Sutra, the number six, the Buddha say, if somebody want to attain the Nibbana, let he fulfill the precept. Ở trong Kinh Trung Bộ số 6, Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, người nào muốn vào Niết Bàn thì hãy để cho người đó làm tròn cái giới luật. Làm tròn giới luật, tức là phải đầy đủ, giới luật không thể nửa, không thể một thiếu, mà phải đầy tròn. The second, in Anguttara Nikaya, the Buddha say, if you want to get into the first jhana, you have to eliminate five hindrances. One of which is sensual desire, sensual pleasure. In order to eliminate or avoid the sensual pleasure or eliminate sensual pleasure, you have to perform strict observation of the sila, of the precept. Và trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rất rõ, nếu người nào muốn vào được sơ thiền thì phải loại trừ năm triền cái. Loại trừ năm triền cái. Mà muốn loại trừ năm triền cái thì quý vị phải giữ giới. Và nhờ giữ giới thì loại trừ được năm triền cái và có thể vào được sơ thiền. Cái triền cái thứ nhất đó là cảm giác dục lạc. Và giới nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý, để giữ cho chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cảm giác dục lạc. The sense of pleasure or sense of desire has two sides of the interpretation, two kinds of interpretation, either positive or negative, but both creating a vibration or sensual desire which attack into our mind. Thực sự ra cái cảm giác dục lạc nó có hai chiều, một là tích cực tiêu cực, và cả hai đều gây ra rối loạn ở trong tâm. Cho nên giới tâm rất là quan trọng. Khi các bạn có giới tâm thì các bạn sẽ tránh xa được các cảm giác dục lạc và loại trừ được cảm giác dục lạc, tức là năm cái triền cái, thì các bạn mới có thể vào được sơ thiền. Cho nên nói tóm tắt lại, ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn nói người nào muốn vào Niết Bàn, người ấy phải giữ giới tròn, tức là giới đầy đủ, không thiếu. Thứ nhì, ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Thế Tôn dạy người nào muốn vào sơ thiền phải loại trừ năm triền cái. Mà một trong năm cái triền cái ấy là cảm giác dục lạc. Mà muốn loại trừ cảm giác dục lạc là phải ngăn ngừa, phải có cái giới ngăn ngừa nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, nơi thân. Và đặc biệt là nơi tâm. Nơi tâm đừng sinh khởi những cái điều tham muốn về cảm giác dục lạc. Và nơi tâm phải tránh né những cái gọi là cảm giác dục lạc. The sensual desire can be external and can be internal as well. Nên nhớ rằng cảm giác dục lạc có hai loại, một loại từ bên ngoài, một loại từ bên trong. Loại từ bên ngoài nó gây dựng, loại từ bên trong do cái thức. Và nhiều khi chúng ta ngồi không, chúng ta nghĩ tới cái gì đó và ưa thích nó. Thí dụ người hút thuốc, nghĩ là có điếu thuốc lá, tự nhiên cảm thấy sảng khoái mặc dù không có hút điếu thuốc. Cho nên phải cẩn thận giữ cái tâm. Giữ cái tâm. Tu giới sẽ vào Niết Bàn, tu giới sẽ vào sơ thiền. Lời Phật dạy đó, mà hãy đối chiếu lại với kinh điển. The only thing the Buddha said about the how you certify, how do you clarify which sutra is real, said by the Buddha or not by the Buddha. Có một điều ở đây phải nói rõ là Đức Phật có dạy cái cách để chúng ta có thể phân biệt cái kinh nào là do Phật nói, kinh nào không phải do Phật nói. The Gotami asked the Buddha, after the Buddha passed away, which one is real, which one is not real, so that how can we distinguish? Ngài Gotami, tức là di mẫu của Đức Thế Tôn,
của Thái tử Tất Đạt Đa lúc còn nhỏ, sau khi đi xuất gia là đệ tử của Đức Phật, và hỏi Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn: bạch Đức Thế Tôn, sau này Ngài mất, chúng con làm sao biết cái kinh nào thật, kinh nào giả để mà chúng con tu? The Buddha answer is very simple. The Buddha say, whatever doctrine, if it leads you to no greed, no anger, no delusion, and peace in the mind, peace and harmony is in your action, and that is the sutra. Và Đức Phật dạy rất dễ thôi. Nếu quý vị thực hành bất cứ cái kinh điển nào mà lâu ngày rồi thấy bớt tham, bớt sân, bớt si, không còn phiền não, không còn lậu hoặc, thì đó là kinh Phật. Còn cái nào mà nó dẫn tới tham, sân, si, phiền não thì đó không phải là kinh Phật. Kinh Phật là phải tới vô thường, vô ngã, tức là được an vui, được niết bàn. Còn nếu kinh Phật mà còn tham, còn sân, còn si thì đó không phải là kinh Phật. Rất đơn giản, Đức Phật nói cho bà Gotami như vậy. Và chúng ta cũng có thể khảo nghiệm ở trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bất cứ kinh điển gì mà chúng ta thấy nó còn tham, còn sân, còn si, thì đó không phải là kinh Phật. But you have to practice, not just reading the books. Nhưng chúng ta phải thực hiện, chứ chúng ta đừng có đọc qua cái kinh đó rồi không thực hiện, rồi lại chê kinh. There's two consequences by applying the sutra. Number one, we are not strictly apply the sutra. We don't understand it. Number two, the wrong sutra. Chỉ có hai điều mà xảy ra ở nơi đây thôi. Một là cái kinh đó là kinh giả, cho nên thực hành ngoài mà nó không có hiệu nghiệm. Hai là chúng ta thực hành dởm, chúng ta không có thực hành đúng theo cái lời Phật dạy, cho nên chúng ta cũng không có kết quả. Thế thì tự xét mình xem mình đã thực hiện đúng lời Phật dạy chưa. If somebody swearing at you, and if you keep debating, arguing, and you are not really practicing the Buddha teaching. Nếu có người nào mắng chửi bạn mà bạn quay lại cái cò, thì đó là bạn đã làm sai lời Phật dạy. Bạn đã làm sai lời Phật dạy. The Buddha say, if you don't take it, and the gift will be returned to the original owner. Đức Phật đã dạy cái món quà mà nếu ta không nhận thì món quà thuộc về cái người cho. Cho nên nếu chúng ta thọ nhận rồi chúng ta cái cò, đó là lỗi tại ta. Ta không biết trả lại cái món quà cho người đó. Only one magic sentence I told you already. Try to practice. If everything happen, anybody say anything to you, you just say I'm sorry, I'm sorry. Don't argue, don't debate. Nếu có người nào cãi cọ với các bạn chỉ cần nói tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mặc dù trúng trạch không cần biết, nhưng mà khi chúng ta nói xin lỗi, thứ nhất, chúng ta dẹp được cái ngã của chúng ta, hạnh phúc vô cùng. Thứ nhì, dẹp được oan trái. Thứ ba, chấm dứt tranh cãi. Như vậy có phải lợi lạc vô cùng không? Là người có trí tuệ, nói một câu mà được tới ba phần lợi, thì cái điều đó có phải là có đáng nên nói hay không? Mong cho tất cả chúng sanh, sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm,